Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi nói về một câu chuyện chính trị ở bên nước Mỹ khá là khô khan, đó là cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina. Bầu cử sơ bộ ở South Carolina thì người ta chú tâm đến hai đảng lớn, đó là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Nhưng cả hai đảng này phải tổ chức khác ngày. Tổ chức khác ngày thì thường thì đảng Dân Chủ bầu cử trước, sau đó khoảng 2 tuần thì mới đến phiên đảng Cộng Hòa. Nguyên do là hồi xưa đó South Carolina là một tiểu bang ở phía Nam. Và sau khi mà giải phóng nô lệ đó, cái cuộc nội chiến vào thế kỷ thứ 19 đó, thì những người da màu lúc đó mới được gọi là đi bỏ phiếu. Họ rất thích đảng Dân Chủ, thì họ tham gia vô đảng Dân Chủ, người ta tính toán là con số đó khoảng 55%. Nên bầu cử sơ bộ đó, họ muốn xem thử con số của những người da màu như thế nào thì để cho đảng Dân Chủ đi trước, rồi sau đó thì mới đến phiên đảng Cộng Hòa. Đó là một trong những lý do, một trong những lý do là trước và sau. Rồi bầu cử sơ bộ ở South Carolina đó thì không có theo một cái nguyên tắc tắt từ trên xuống dưới, mà tùy theo quận hạt. Có quận hạt thì thắng ăn cả ngã về không, có quận hạt thì họ tính theo cái phần trăm số phiếu để mà đề nghị delegates, tức là đề nghị người đại diện đi họp ở tại trung ương đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Nên nếu không theo dõi sinh hoạt chính trị của bên nước Mỹ đó thì khó mà hiểu tình cảnh bầu cử sơ bộ ở South Carolina như thế nào. Theo truyền thống thì tiểu bang South Carolina là tiểu bang thứ ba có bầu cử sơ bộ. Thứ nhất là Iowa, thứ hai là New Hampshire và thứ ba là South Carolina. Cứ sau cuộc bầu cử này rồi đó thì coi như là đã định hình được ứng cử viên nào sẽ được đảng đó đề cử rồi. Nên hai cuộc bầu cử kỳ trước người ta chú ý rồi, nhưng mà kỳ này á, có sự chú ý không phải là một sự chú ý rất là lớn, vì hai cuộc bầu cử kia một số các ứng cử viên đã bỏ cuộc thì rõ nét rồi. Kỳ này thưa quý khán giả, bên phía của đảng Dân Chủ bầu cử sơ bộ là ngày hôm qua, là ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2024. Kết quả bầu cử thì đã quá rõ ràng. Đương kim Tổng thống Joseph Biden đã được 96.2% tổng số phiếu. Còn hai ứng cử viên còn lại không có danh, không có tên tuổi. Đó là bà Marianne Williamson, bà này được 2.1%, và ông Dean Phillips là 1.7%. Như vậy đó là con số mà toàn bộ được đại diện cho đảng Dân Chủ đi họp để bỏ phiếu cho ông Joe Biden là 55 phiếu, thì coi như là ông Joe Biden hút trọn lá phiếu của đảng Dân Chủ trong kỳ sơ bộ. Nhưng mà đó, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa thì khoảng 2-3 tuần sau, thì tức là ngày 24 tháng 2. Cuộc bầu cử của đảng Cộng Hòa thì hiện giờ đó, trên danh nghĩa đó là có 5 ứng cử viên còn có thể ở trên lá phiếu bầu cử. Nhưng trong thực tế thì chỉ có 2 ứng cử viên sáng giá, đó là cựu Tổng thống Donald Trump và bà Nikki Haley. Những ứng cử viên khác gồm có ông Ryan Binkley, ông John Anthony Castro, ông David Stoltenberg. Và những ứng cử viên đã bỏ cuộc gồm có thượng nghị sĩ Tim Scott thì đã ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump rồi, và có cả đương kim thống đốc của North Dakota là ông Doug Burgum cũng đã rút lui, và ông tỷ phú Vivek Ramaswamy thì cũng đã rút lui rồi ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Rồi có cả thống đốc của Florida là ông Ron DeSantis cũng đã rút lui và ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.
Theo như những báo chí của nước Mỹ rành về chính trị, họ nói rằng bà Nikki Haley, trước đây là thống đốc của South Carolina từ năm 2010 tới năm 2017 đó, thì bà có một sự vững vàng ở tại South Carolina, bà đã mọc rễ nơi đó rồi. Dẫu vậy đó, bà chỉ được người cử tri đảng Cộng Hòa nơi đó thích bà, chứ không phải như cựu Tổng thống Donald Trump là họ yêu cựu Tổng thống Donald Trump. Nên họ mới nói rằng là so sánh á, thì cái sự cuồng nhiệt của các cử tri á, thì cuồng nhiệt của các cử tri cựu Tổng thống Donald Trump nhiều hơn bà Nikki Haley, dầu rằng nơi đó là sân nhà của bà. Sau cuộc bầu cử sơ bộ ngày 24 tháng 2, nếu bà không đạt được cái số phiếu ngang bằng hoặc là xích xoát với cựu Tổng thống Donald Trump thì người ta dự trù bà sẽ không được ở nơi khác. Nơi đây là sân nhà của bà, mà bà còn không được nữa thì huống chi nơi khác. Thì dự trù sau cuộc bầu cử ngày 24 tháng 2 năm 2024, bà không được số phiếu cao hoặc là còn xa cựu Tổng thống Donald Trump thì bà sẽ bỏ cuộc. Đó là những nhận định của các người chuyên nghiệp về vấn đề đảng Cộng Hòa. Thì họ nghĩ như thế và tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy thì bầu cử sơ bộ ở South Carolina, đương kim Tổng thống Joseph Biden đã được 55 cử tri, tức là đại diện cho ông ở đảng Dân Chủ, đã được rồi. Nhưng mà bầu cử sơ bộ cho đảng Cộng Hòa thì khoảng 3 tuần sau, tức là ngày 24 tháng 2 năm 2024, người ta dự trù chắc chắn cựu Tổng thống Donald Trump sẽ hơn bà Nikki Haley. Và khi mà hơn như vậy, bà Nikki Haley sẽ bỏ cuộc. Dầu rằng South Carolina là sân nhà của bà đã từng làm thống đốc 2 nhiệm kỳ nơi đây. Nhưng mà chắc bà, theo như người ta nói, các cử tri đảng Cộng Hòa like, tức là thích bà, like thôi. Còn họ mới yêu, tức là love, họ cuồng nhiệt với cựu Tổng thống Donald Trump. Vậy thì quý khán giả biết đó là bầu cử sơ bộ ở South Carolina. Hệ thống bầu cử của nước Mỹ cũng rất là phức tạp. Mỗi một tiểu bang có luật chơi của tiểu bang đó. Và ở South Carolina thì mỗi một quận hạt có luật chơi của quận hạt đó. Có quận hạt thì thắng ăn cả ngã về không. Có quận hạt thì sắp xếp theo cái con số tỷ lệ mà cử tri bầu cho ai thì họ chia ra để có cái người đại diện. Với con số như vậy đó thì chắc chắn cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được nhiều đại diện nhất. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi về vấn đề này thì đây là cuộc chơi dân chủ ở bên nước Mỹ. Phải nói rằng là ai mạnh thế hơn về vấn đề tài chính và truyền thông thì người đó sẽ được. Người dân Mỹ đó, họ bỏ phiếu nhiều khi mình tưởng rằng là họ cân nhắc kỹ lưỡng lắm. Nhưng theo như góc nhìn của tôi, nhiều người cũng bỏ phiếu theo cái khuynh hướng của cao trào. Khuynh hướng của cao trào, và cao trào bây giờ như vậy đó, là rất ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, dầu rằng ông phải đối diện với một núi pháp lý về dân sự cũng như hình sự. Và tính khí của ông thì rất là mở ngoặc đóng ngoặc, là bất thường, chả hiểu đâu mà được hết. Và ông ăn nói nhiều khi cũng bất cần đời. Phải nói ông là một thứ người ta nói là giang hồ thứ thiệt. Đó là câu chuyện liên quan đến bầu cử sơ bộ ở South Carolina và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.